Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, năm 2019, tỉnh bố trí 300 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu cho các xã xây dựng nông thôn mới. Tính đến cuối tháng 10, toàn tỉnh có 34 trên 45 xã đã đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó có 28 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thành phố Bà Rịa đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Huyện Đất Đỏ đã đạt 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện Long Điền đạt 6 trên 9 tiêu chí. Thảo luận về nội dung này, các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng xây dựng nông thôn mới ngoài việc nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng vùng nông thôn, nâng cao đời sống vật chất cho người dân, thì một mục tiêu quan trọng khác cần phải đạt được là nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Thời gian qua, mỗi xã nông thôn mới đều được đầu tư một trung tâm văn hóa học tập cộng đồng. Tuy nhiên, hoạt động của nhiều trung tâm chưa thực sự hiệu quả. Thực trạng này đã kéo dài và cần phải có phương án khắc phục hiệu quả. Cái việc người dân mà được hưởng thụ trên những cái thành quả của mình làm thì tôi thấy có nhiều vấn đề chúng ta cũng quan tâm thêm. Tôi nói ví dụ như hiện nay đó, đối với những xã mà chúng ta xây dựng cái xã nông thôn mới đó, quy định mỗi xã là đều có một cái trung tâm văn hóa. Tuy nhiên trong cái trung tâm văn hóa này nó chỉ có một cái hội trường, chỉ có cái phòng ốc để hoạt động cái trung tâm. Ngoài ra những cái hoạt động để vui chơi cho thanh thiếu nhi ở địa bàn này, hầu như các trung tâm văn hóa này chúng ta ít được trang bị. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được xác định là mục tiêu cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên hiện nay, tiêu chí thu nhập không chỉ là vấn đề khó khăn đối với các xã trong quá trình xây dựng nông thôn mới, mà còn là thách thức lớn với các xã đã được công nhận nông thôn mới ở giai đoạn trước. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người tại các xã nông thôn mới của tỉnh đạt 49 triệu đồng một người một năm, tăng 3,45 lần so với năm 2010. Tuy nhiên, mức thu nhập này còn cách rất xa mức thu nhập theo chỉ tiêu mới đặt ra là 54 triệu đồng một người một năm. Để hỗ trợ người dân nông thôn nâng cao thu nhập, ngày 29 tháng 3 năm 2018, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết 03 đề ra các chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng phát triển sản xuất tại các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020. Theo đó, nhà nước hỗ trợ 50% lãi suất vay tại ngân hàng thương mại cho các khách hàng vay vốn tại các xã xây dựng nông thôn mới để đầu tư phát triển sản xuất, chế biến kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, phát triển ngành nghề nông thôn. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách này là hơn 127 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, việc tiếp cận với nguồn vốn vay của người dân nông thôn vẫn còn nhiều rào cản. Hiệu quả triển khai hai cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân về cái chủ trương hỗ trợ trong những xã trong cái vùng xây dựng nông thôn mới đó, thấy hình như là nó đang có vấn đề. Mà bà con cử tri cũng đang vướng tôi nói, ví dụ như vấn đề vay vốn đó, là có những trường hợp là hiện nay chưa tiếp cận với nguồn vốn này được. Tôi thấy rằng chính sách rất là phù hợp, mà thời gian chúng ta triển khai nghị quyết này là không dài, chỉ có trong vòng 2 năm thôi, 2019 và 2020 đâu, đến thời điểm là hết năm 2019 rồi. Mà tôi thấy rằng hiệu quả hình như là nó chưa cao lắm. Chính sách mà bà con thường hay bị lầm lẫn ở cái chỗ là cái chương trình giảm nghèo của mình á, thì nó cũng tương tự là hỗ trợ con giống cây giống. Thì cái này á, là trong chương trình hỗ trợ con giống cây giống á, thì nó phải theo cái luật ngân sách là phải có đấu thầu lựa chọn. Cái trình tự thủ tục này thì nó có cái chậm trễ, cho nên nhiều khi bà con lại lầm lẫn giữa cái thực hiện các cái nghị quyết hỗ trợ lãi suất của các cái dự án kia với lại chương trình này, cộng với cái việc là cái ngân hàng chính sách là triển khai các dự án chính sách bình thường á, thì đôi có những địa phương á, ngay cán bộ cấp xã cũng lầm lẫn. Để nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, ngành nông nghiệp đã xây dựng 47 mô hình điển hình phát triển sản xuất, 30 sản phẩm chủ lực và phụ trợ, 4 sản phẩm đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, 12 sản phẩm nông sản đã có thương hiệu. Ngành nông nghiệp cũng triển khai mô hình hội quán ca cao và hội quán bưởi da xanh tại huyện Châu Đức, và sắp tới sẽ tiếp tục triển khai thêm các hội quán bưởi, nhãn tại huyện Xuyên Mộc. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn liên kết với Sở Du lịch để gắn kết hoạt động của các hội quán với các tour du lịch cộng đồng. Mục tiêu hướng đến là cuối năm nay có 34 trên 45 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 75,6%, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí cho 27 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó có 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân đầu người tại các xã nông thôn mới lên 54 triệu đồng một người một năm.